Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip là thử nghiệm dừa với mentos, coi nó có giống Pixie không nha các bạn. Mình chặt cái dừa này nè. Dừa này là dừa cứng cại nha. Dừa cứng cại nó muốn khô luôn rồi. Thí nghiệm với mentos coi coi nó có bay lên không, giống Pixie không nha mấy bạn. Cái dừa này là dừa cứng cại nè, nó thường nó có ga, mà không biết thử nghiệm với mentos như thế nào. Dừa này ngọt lắm nha mấy bạn. Để mình dạt cái đợt này, cái đầu này luôn đi, để đất để cho nó bằng bằng. Cái dừa này mình khui nó còn cái lỗ, cái nó còn dính nha các bạn. Hồi mình sẽ phát cái lỗ này mình bỏ mentos vô. Đây là mentos tôi mới mua nha các bạn. Sẽ thí nghiệm cho các bạn xem. Không biết nó có thành công hay không nữa. Tôi nghĩ chắc là thành công các bạn. Tại vì dừa này nó có ga mà. Có hai cái cục nữa kìa. Bóp nó ra không ta? Bóp nó ra đi. Rồi, không có hiện tượng gì xảy ra nha các bạn. Cái clip này hơi sạm các bạn coi nó nè, nó phúng phúng nè, nó xì xì lên nè. Rồi cái clip này nó quá sạm nha các bạn. Thôi mình kết thúc video tại đây. Các bạn thấy mình sạm thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào các bạn. Rồi uống. Ngon các bạn ơi. Đây là con chó nhà mình nha các bạn. Hết uống dưới dừa luôn, uống dừa không? Lắc đầu coi, uống không? Uống lắc đầu, uống không? Uống lắc đầu coi. Uống lắc đầu. Nè, rồi.